Tết đến xuân về, shopriagi.vn khuyến mãi cực khủng, tặng ngay 10k cho anh em nào lần đầu tiên đến với vòng quay Tết.shopriagi.vn. Cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria kêu mình. Chiều nay thì bên Anafi Fire ra mắt chúng ta đó sự kiện Dương Như Ý tự quyết định tỷ lệ. Ui xôi, làm quả 90% nào. Làm quả 90% này em ơi. Và tăng tỷ lệ trúng giải chính lên thêm, áp dụng cho 3 lượt mở hòm đầu tiên. Ngày mở hòm, ui, ngày mở hòm đã thấy nó ít uy tín rồi, lại còn có 20% ạ, buồn sương sương. Thì khi mà mới vào ấy, chúng ta sẽ được quay và cái này nó sẽ có cái tỷ lệ thấp nhất là 10%. Đấy, nó sẽ có 3 dương, dương hổ phách để mở ra cái nhà thám hiểm lỗi lạc, dương ngọc bích để mở ra bộ quần đỏ và dương kim cương đen để mở ra bộ Angelic màu vàng, Angelic mới ấy. Đấy, anh em nào muốn sắm bộ Angelic mới thì chơi dương vàng, còn dương hổ phách thì sẽ nhà thám hiểm lỗi lạc thôi. Đấy, thể lệ ngay nào méo cái thể lệ đây luôn. Ngay nào kiểu chúng mày vào sự kiện mày tự hiểu, hoặc là có thể chúng mày lên kênh của Rikaki để mà xem. Đấy, kiểu đấy, ngay nào chí thật sự. Đấy, ui xôi, thiên thần sa ngã bằng một phát ăn ngay. Đấy, thì chúng ta sẽ có 3 lượt được cộng thêm một lượng phần trăm. Nhưng mà cái này cũng không ăn thua lắm, anh em thích thì mở thôi. Đấy, tôi quay hết 3 lượt rồi. Ok, dương 1 thì nó sẽ, mỗi dương này nó sẽ có một giá khác nhau. Đấy, ví dụ như là dương vàng này, nếu mà anh em kéo cái thanh chỗ kia anh em kéo lên được nhá. Đấy, cái thanh kéo lên kéo xuống được. Thì nếu mà cái dương vàng này kéo lên max thì là 199 kim cương. Cái dương ngọc bích kéo max là 279 kim cương. Còn dương kim cương đen kéo max là 599 kim cương. Thì cái này nó giống với sự kiện ngày xưa mà chúng ta hay chỉnh tỷ lệ để mà có khả năng trúng ấy. Thì thường là anh em hay ngày xưa hay chơi ở cái mốc khoảng 30% đến 50%. Đấy, 30-50%. Thật ra thì tôi đang để ở mức 30%. Thì cái dương này nó sẽ có giá là 179, thì nó cũng không được giòn lắm. Đấy, giá gốc của nó thì là 59 thì được có 10% thôi. Còn nếu mà anh em mà muốn 100% chắc chắn trúng thì anh em kéo lên kịch kim. Đấy, kéo lên kịch kim thì chắc chắn là sẽ ra một trong các đồ Angelic. Đấy, ví dụ như là cái dương hổ phách này, anh em kéo lên kịch kim thì sẽ là 199 kim cương này. Nhưng mà mấy cái đồ trong cái dương hổ phách này, tức là mấy cái đồ của Angelic này tôi có rồi. À, cái này là 399 chứ nhầm. Đấy, anh em muốn lấy quần hồng thiên và những cái bộ của đồ đỏ thì em kéo lên đây. Còn ví dụ anh em muốn lấy bộ thiên thần hoàng kim hoặc là bộ thiên thần thánh thiện, là bộ cái quần trắng ấy, quần thiên thần trắng hay quần thiên thần vàng, thì anh em phải chơi con này. Đấy, 299 nhá. Đấy, tôi thử kéo 299 xem ra gì không. Đấy, ra là quả hoodie này. Đấy, cũng được, tiết kiệm 50%. Mà sự kiện này nói chung là đắt đấy, anh em ít tiền đừng đú. Đấy, dép thiên thần có rồi, như vậy được 2 đồ. Úi dồi, ván thiên ngư, quả ván vô vẩn, quả ván nhô nhăng. Đấy, kéo lên tầm 100% thì sẽ chắc chắn được một đồ này. Đấy, ui quả xây đôi cánh mình có rồi ạ. Đấy, 5599 này, ui xù hôi, bom kéo đôi cánh hoàng kim. Đấy, bom kéo đôi cánh hoàng kim. Tuy anh em, nói chung là cái này anh em chơi, tôi nghĩ là chơi khoảng 50% đổ lên thì xác suất là ra là khá cao. Đấy, 50% đổ lên là tươi. Đấy, quả dây thiên đường, quả dây hiếm phết đấy. Đấy, quả dây thiên đường, quả dây nữ sinh này hiếm phết, 299. Ui, toàn ta hộp súng ạ, lừa đảo bố ạ. Đấy, ở đây ơi, khăn bịt mặt hoàng kim cũng được. Đấy, kéo mắc lên 599. Ui xồi, đôi cánh này. Nhưng mà cái này hình như là nó sẽ không ra đồ trùm, tức là đồ nào ra rồi nó sẽ không ra nữa, thiên thần hoàng kim nữ. Nhưng mà nói chung là 600 kim cương cho một đồ này, cá nhân tôi đánh giá là chát. Đấy, chơi cái này anh em mà không kiểm soát bản thân nhá, anh em chơi cái này không kiểm soát bản thân, anh em lấy hết đấy, bay 10.000 kim cương. Đấy, tôi bắt đầu tôi có 54.000, bây giờ tôi còn 44.000, bay 10.000 kim cương. Đấy, bay tiền, vòng quay bay tiền. Đấy, thế nên anh em chơi cái này anh em gọi là chú ý. Tùy anh em, có hai kiểu người chơi, có một số người thì sẽ chỉ spam cái hòm 59 kim cương thôi, nhưng mà nhiều khi thế nó cũng không phải là một chiến lược hay. Tôi nghĩ là anh em chơi ở trong khoảng dao động từ 30% đến 50%, tức là khoảng 279 kim cương đổ xuống thì là ok hơn. Đấy, còn tôi thì kim cương của tôi là gan ha cho, nên là mình test tỷ lệ cho anh em thôi. Đấy, tôi test tỷ lệ cho anh em từ 10% này, 30% này, 50% này, 100% này, anh em đều đã thấy là cái sự kiện nó sẽ hoạt động như thế nào. Đấy, sai thôi, bây giờ thì lên đồ thôi. Nói chung là mục tiêu của mình thì vẫn là thu tập hết mấy cái đồ Angelic này. Thực ra ấy, cái giá này server Việt Nam tương đối đắt, tại vì là ở mấy bên server nước ngoài lấy đồ Angelic này đợt trước thì mất khoảng 3.000-4.000 kim cương là full bộ. Ở Việt Nam thì nếu như mà chơi gọi là xanh chín, đấy, chơi gọi là hết nước trời mấy bên gà rán thì để lấy được mất khoảng 10.000 kim cương, giống như mình vừa chơi. Còn nếu như mà anh em chơi theo kiểu tiết kiệm thì cũng chắc là
là nếu mà hên hên thì cũng khoảng 5-6 nghìn đến gương, rất là đắt, đắt gấp rưỡi ở server nước ngoài. Đấy, mình đã có mũ Michael Jackson rồi. Ơ, hai cái đồ này mình có rồi mà nhỉ, hai đồ này mình lấy rồi mà nhỉ. Đây, khăn bịt mặt Hồng Thiên, khăn bịt mặt Hồng Thiên anh em lấy ở trong cái dương ngọc bích ở dương thứ hai nhá. Đấy, ok. Đấy, xài lấy hết mấy cái mũ, mấy cái đồ này rồi. Kính kiểm mấy cái này mình có từ trước rồi. Nói chung là cái bộ này thì tôi đánh giá là nó cũng không phải là quá đẹp đâu, nhưng mà kiểu nó cũng dễ phối đồ ấy, đặc biệt là cái mũ đôi cánh rất là dễ phối đồ, là ví dụ cái đôi dép thiên thần này cũng khá là dễ phối đồ. Ngoài ra chúng ta lấy thêm một cái keo nữa. Đấy, một cái keo rồi các kiểu nữa, à đôi cánh nữa. Đấy, đây, bom keo đôi cánh thì nhưng mà hiện tại trong cái đồ Angelic này tôi lại chưa thấy có mấy cái mốc mà mở khóa điểm trend cộng thì chưa thấy có. Đây, tôi lấy đôi dép và cái bom keo rồi. Chất. Đấy, nó phải gọi là quá chất, đội bắn nó cất luôn. Đấy, anh em thấy được nó không? Đấy, Angelic, đấy lấy thêm đôi dép. Đấy, thế vẫn thiếu cái mặt nạ. Đấy, vẫn thiếu cái khăn à? Đấy, thiếu cái khăn chịu ơi. Thiếu cái khăn chịu rồi. Đấy, mặc đồ trông lực ngay. Đấy, bộ vật trông gọi là chất chơi luôn. Thì cái nhân vật Santino ấy thì chính là người nghệ sĩ mà sáng tạo ra cái bộ đồ thiên thần này. Đấy, theo cốt truyện của Free Fire. Nói chung cái áo này trông cũng không đẹp lắm nhỉ. Cái áo lục sắc này trông nó không phải quá đẹp. Cái khăn hoàng kim trông bình thường. Tôi thấy có mỗi cái mũ về quần thì quần có quả hiệu ứng quanh chân rất là đẹp, nhưng mà mỗi tội lại tách ra quần nam quần nữ. Đấy, lại tách ra kiểu quần nam và nữ. Đây là đôi cánh này trông hơi cồng kềnh, cánh này chủ yếu là sơn lại thôi. Đấy, sơn lại thôi. Đấy, anh em thấy thế nào ạ? Và chắc là tôi nghĩ rằng là đồ đấy ngon, nhưng mà chưa thể ngon bằng những tai nghe phụ kiện thoại đến từ Riaki Store. Nếu anh em đang nhu cầu mua tai nghe, mua các loại phụ kiện thoại, đừng quên ghé ngay qua Riaki Store. Đây là bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn, giúp chúng ta chơi FIFA tốt hơn. Không chỉ chơi FIFA mà chơi trò khác cũng tốt hơn, liên quân liên kiểng các kiểu. Đấy, đừng quên ghé qua Riaki Store HN, Riaki Store HCM nha. Trên Shopee đường link mình để trong phần mô tả nha, phần comment ghim nha anh em. Ok, bây giờ vào game để test đồ thôi. Bây giờ thì lên đồ. Đấy, mình lên đường, các bạn lên đồ. Nào, một pha gọi là di chuyển lên đến vị trí của Ri cà khịa, streamer cà khịa nhiều nhất Việt Nam. Đấy, chả biết thằng nào cà khịa nhiều hơn tôi không nhỉ. Đấy, mày chết. Đấy, anh em thấy không, tôi bán nó áp chế đối phương luôn. Đấy, mà tôi cảm giác trận đấu này nó hơi bị a đuổi. Đấy, cảm giác trận đấu này nó hơi bị a đuổi rồi. Ôi, và địch bắn đau ấy. Mà hóa ra cái con mana canh này bị bắn vỡ được anh em ạ. Và bây giờ tôi phát hiện, tôi cứ tưởng con mana canh này nó bất tử, hóa ra nó không bất tử lắm, nó vẫn bị bắn vỡ được canh. Đấy, sao tự nhiên ngoằng cái địch còn mỗi cháu. Ôi da, ông tâm 41 kia chạy ra ngoài phát trúng ngay phải cái vòng an toàn, chết ạ, trông nhục thật. Ơ, tự nhiên chiến thắng chưa kịp test gì. Đấy, anh em thấy không, lúc mà nhảy nhá, chúng ta cũng sẽ có cái hiệu ứng trông cũng rất là xịn xò luôn. Đấy, và nó là đỉnh của chóp, chọc của đính. Đấy, đỉnh của chóp, chọc của đính luôn. Và căng đét là khét là lẹt luôn. Đấy, đây rồi. Và tôi sẽ gọi là làm lại cuộc chơi. Đấy, nói chung là cái bộ này thì nó thực ra ấy, một số anh em chiều này có phản hồi ấy, là cái quần vàng này nó hơi khó phối đồ một tí. Đấy, tại vì nó hơi bị lệch tông. Thật ra cả cái bộ này anh em mặc với cả bộ nhà thái miểu lỗi lạc thì trông đẹp hơn. Còn mặc với cả cái quần vàng này thì lại phải phối với cái bộ thích khách kim long cơ. Đấy, cái bộ vàng anh em phối đồ thích khách kim long, tôi nói với anh em hết nước chấm luôn. Đỉnh của chóp luôn. Ai đồ ơ kìa, sao có một team mình có một thằng lại nằm ở đằng kia nhở, thằng số 3, thằng mắc gì đổi tên, mắc dại này. Và sao nó lại nằm ở đấy nhở, và trông khó chịu thật sự ạ. Nằm trông khó chịu ấy, trưởng rồi xin nhẹ cái đầu nhá. Ca khu mê công chúa, xin nhẹ bạn đầu luôn. Thằng mắc gì đổi tên, nó lại nằm im thở khẽ à, bó tay đâu rồi. Nó nhảy xuống dưới rồi anh em ạ, vào nó nhảy xuống dưới rồi. À, nó nhảy dưới rồi. Ui xùi. Làm sao? Bắn kém chính xác nhỉ? Đấy, làm sao? Bắn khó quá anh em ạ. Làm sao? Nó vẫn trì trạc anh em ạ. Nó vẫn trì trạc. Ở trên cái chỗ mà di chuyển này méo để được cái skin nha anh em nhá. Tôi bấm cái skin nó không dùng. Đấy, nó không cho mình dùng cái skin của con Santino này, nó kêu là hiện không sử dụng được. Đấy, sao bạn còn bị lag vị trí nữa. Cày. Đấy, bị lag vị trí đây anh em ạ. Rồi, đặt cái tượng đây. Ôi trời ơi, biến mất luôn. Đấy, giật mình chưa? À, lần đầu tiên tôi thấy kỹ năng này nó có một tí lợi thế anh em ạ. Giật mình chưa? Thằng này làm sao? À, lấp lú chúng tôi à? Nào ra đây.
Dạ, ra đây với chúng tôi này, gót trao qua. Và sau một ván đấu team mình hơi o cho, thật ra là do tôi bắn hơi o cho, thì team mình đã bị địch gỡ lại tỷ số 1-3. Cay thật sự. Đấy, cay thật sự anh em ạ. Và cay thật sự đấy. Rồi, đóng hết đồ kiểu vào parafang phang tất cả. Hết tiền để chơi, hết tiền để chơi mấy đồ khác rồi. Đấy. Nào, ok. Và làm sao? Đồng đội đâu? Và đồng đội lao lên đấy. Và lao lên như một vị thần đi. Đấy, ôi, tôi phát hiện ra một cháu này. Đấy, phát hiện một cháu chết luôn. Bắn quá nhanh luôn. Bắn nó phải gọi là quá nhanh, độ bắn thiết canh. Nhẹ nhàng đẩy xe hàng làm ngay một nhoáy. Ok. Xem thằng nào qua đây móc lốp không? Nghi lắm. Xài, tôi đặt con Santino ở đằng kia rồi. Đấy, xong rồi tôi quay lại. Anh em thấy không? Chơi này rất dễ outplay nhá. Đấy, mỗi tội đấy con Santino, cái con Manakan này hình như là địch được phá vỡ được. Đấy, cái... Ui đời ơi! Đời ơi! Đấy, còn một thằng ra chơi nốt đi. Còn thằng Kagome ra chơi nốt đi anh em. Mình không mang lựu đạn à? Nãy không bỏ tiền mua lựu đạn à? À, chết, không có lựu đạn, chết. À, nhảy xuống mà chơi đi. Chơi! Anh em, đó. Ôi, bắn dính ấy nhở? Bắn MP 5 level 3 dính thật đấy. Thật cá nhỏ có nó mình mạ của vỡ. Thế trận này mình không được MVP rồi. Và thằng kia được 8 kill, mình được có 7 kill ạ. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em. Chúc anh em sẽ sở hữu mấy cái bộ Angelic này với giá rẻ nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong video sau. Bye bye.